Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn rút được cái đồng Hero này về cái ví chết hay là ví Metamask của các bạn nhé thì Hiện tại mình đã rút được về cái ví chết Winnet cũng như là ở trên cái ví mà Metamask này thì mình cũng đã rút được về rồi nhé Thì khi mình rút thì nó về rất là nhanh Nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn hiểu và các bạn rút được cái mà dễ nhất nhé nếu các bạn lần đầu tiên là biết tới kênh mình thì các bạn đăng ký kênh mình và các bạn bấm vào cái chuông này. Các bạn nhận tất cả các video thông báo mới nhất của mình nhé. Kênh chuyên về chia sẻ kiếm tiền miễn phí. Và giờ quay lại con app mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn thêm một cái con trách vào và các bạn rút được tiền về nhé. Rồi đầu tiên thì cái con trách này thì mình sẽ để ở phần mô tả cũng như là bình luận nhé. Mình để ở bình luận mình có ghim cho các bạn vào các bạn lấy nhé. Thì ở đây có rất nhiều các con trách thì hiện tại thì đối với cái đồng mà đô cát này thì mình chưa rút được này còn mình chỉ rút được cái đồng là HCT thì đây chính là cái con trách nó thì các bạn có thể ép trên ví Metamask hay là ví trước với nét nhé trước tiên thì mình hướng dẫn các bạn cách ép nhé thì các bạn sẽ sao chép cái ví này đó mình sao chép này thì các bạn có thể quay về cái ví Metamask này nó bảo mật hơn có thể các bạn rút về đây cũng được nhé ở trên cái giao diện mà ví Metamask nếu như các bạn muốn rút về đây ấy, thì các bạn mở lên các bạn chọn cho mình đúng cái mạng là BSC Smart Chain này nhé các bạn để nhầm nó không đúng này ở đây các bạn sẽ thêm cái con trách vào đây nhá, vào cái chỗ mà thêm token này. Các bạn dán cái con check vào đây nhá. Mình copy lại đã. Rồi mình sẽ dán vào đây nhá. Đó khi mà các bạn dán thì nó tự động nó hiện hết nên các số này ký tự các bạn không làm gì. Các bạn click vào chỗ mà thêm token nhá. Của mình thì mình có rồi thì mình không thể nào thêm tiếp được nữa như các bạn đang nhìn thấy mình có đây và quay về cái ví trước WeNet thì mình hướng dẫn luôn các bạn ép trên cái ví trước Winnet nhé. Rồi mình sẽ tìm một cái ví để mình ép cho các bạn, mình ép lên ví này đi. Các bạn sẽ vào cái ô tìm kiếm nhé, các bạn gõ vào đây này. Khi các bạn gõ cái con check vào đấy ấy, nó bảo nó không tìm được thì các bạn sẽ xuống chỗ này này, các bạn bảo là thêm cái đồng tiền mã hóa vào đây. Rồi các bạn chuyển cho mình cái mạng mà đang ở chế độ mạng là khi zoom, các bạn cần chuyển sang cái mạng là BSC này nhá, mạng này nhá. Các bạn dán cái con check đây này thì nó tự động nó sẽ loát hết ra các uh, tên rồi ký hiệu và số thập phân. Các bạn lưu lại cho mình nhá. Bây giờ các bạn sẽ thoát ra ngoài thấy nó nằm ở ngoài luôn này. Và nó hiện uh, luôn cái giá lên mới là đúng nhá. Đây các bạn nhìn thấy đang hiện đây nhá. Đó lúc chiều là 0.3 giờ đang chấm 0.27 này. Ở đây để mà uh, rút được tiền về các bạn cần phải vào tiền gửi đấy nhá đối với ví bitamax hay là ví trust nét thì các bạn đều vào chỗ tiền gửi này. Các bạn copy mình cái mã ví này nhé. Rồi quay về trang web thì mình giải thích luôn một chút là hai cái này để mình rút nó vẫn là một nhá, nó vẫn là một tài khoản đăng nhập này. Cái này là cái mà mình đang cần hướng dẫn các bạn rút này và cái trang này là trang chính ngày xưa mình làm idrop này và mình giải thích luôn một chút là đối với cái đồng mà đô cát này là mình chưa rút được đâu và có thể là mình sẽ để lại cái ở cái app này này và mình sẽ cần à, dùng thêm cả cái usdt BEP20 để mình à, mua cùng với cái đồng đô cát này mua con pet thì có thể là mình chơi mình kiếm cái đồng à, hct này hay hơn nhá thì cái đồng hct này kiếm được là từ cái sự kiện là mình à, mua con pet mình chơi là nó sẽ rất ra đấy như các bạn đăng nhập vào cái trang này thì các bạn sẽ gõ vào cái biểu tượng con mèo này khác nó hiện lên cái giao diện thì các bạn đăng nhập vào đúng cái giao diện mình đăng cho bạn xem là hello card này nhé. và mình cũng sẽ để luôn cái đường link này cho các bạn đăng nhập vào cho tiện nhé. sau khi mà các bạn đăng nhập vào thì các bạn vào chỗ ba gạch này cho mình nhé các bạn kích vào chỗ mà htc của tôi này rồi các bạn kéo xuống phần tôi này nhé. ở đây thì các bạn là sẽ nhìn thấy tài sản của mình này, rút tiền này. Các bạn mở cái tài sản lên này. Thì cái mình rút là rút cái đồng HCT này nhá. Còn đồng đô đồ cát này chưa rút được đâu, nó chưa cho rút nhá. Và đồng đô đồ cát này cũng có thể là sẽ cần nếu bạn nào mà chơi game thì các bạn cần dùng cái đồng đô đồ cát kết hợp với USDT các bạn mua con bet chơi game nó ra cái đồng HCT nhá. Rồi mình thoát ra ngoài này. Các bạn cần phải cài đặt cái bảo vệ này các bạn mới rút được tiền nhá. Ở đây các bạn phải ràng buộc cái số điện thoại này và ràng buộc cái mật khẩu thanh toán này. Cái này thì mình có video hướng dẫn các bạn rồi là các bạn phải ghi số điện thoại đây, xong rồi các bạn kích nhận mã OTP thì hệ thống nó gọi điện về và nó đọc cho các bạn cái mã OTP. Rồi các bạn nhập vào thì nó sẽ được ràng buộc cái số điện thoại nhé. Và đến cái mật khẩu thanh toán này thì các bạn cũng phải cần là ghi mật khẩu thanh toán và ràng buộc bằng cái là nhận cái xác thực về cái mail nhé để các bạn là xác thực cái mật khẩu thanh toán nhé. Còn đối với cái xác thực Google thì mình giải thích luôn một chút này. Thì để mà rút tiền thì không cần thiết phải dùng đến bật cái 2FA lên đâu. Mà chỉ là dùng nó để bảo vệ cái tài khoản của mình chống hack thôi. Khi rút tiền thì các bạn không cần phải dùng đến cái xác thực Google này. Các bạn chỉ cần dùng cái mật khẩu qua mail hoặc là cái OTP qua cái điện thoại này nhá Thì các bạn rút được. Chủ yếu là cái mật khẩu thanh toán rút tiền thôi. Còn cái xác thực Google chỉ là cái chống hack nhé. Rồi giờ mình sẽ thoát ra để mình hướng dẫn các bạn cách ép ví mà khi mà các bạn đã có cái mật khẩu thanh toán này rồi các bạn mới ép được ví nhé. Các bạn kích vào tài sản của tôi đây nhé. Các bạn kích vào chỗ mà HCT này nhé. Các bạn kích vào rút tiền nhé. Ở đây thì các bạn cần phải điền cái ví vào bằng cách là các bạn vào cái biểu tượng này này. Như của mình đang có ví thì sẽ hiện đây. Còn nếu như các bạn mà chưa có ví thì bảo là thêm cái ví của mình này để thêm một ví các bạn cần phải về cái ví chớt vui nét hay là ví Mitamax đấy các bạn là tìm đến đúng cái đồng là HeroCard HCT các bạn mở lên các bạn kích vào nhận rồi các bạn sao chép cái mã ví nhé quay về trang web đấy, thì các bạn sẽ cần dán cái ví vào đây mình dán vào đây này và các bạn nên nhớ cho mình là phải chọn cái mạng là BEP20 màu xanh lên này đó bạn bật xanh lên nhé ở đây thì nó bảo mình nhận xét thì mình có thể ghi luôn là chớt vui nét đấy được hoặc là các bạn ghi tên của các bạn cũng được nhé cái tiếng Việt nó hay bị à, nhảy Rồi các bạn điền cái mật khẩu thanh toán mà các bạn vừa đã tạo xong ở đây nha Ở đây thì các bạn kích vào chỗ mà nhận xác thực qua mail Nếu như các bạn mà bật cái 2FA lên thì nó xuất hiện cả cái Google 2FA đây để cho các bạn lấy cái code bạn dán vào còn các bạn chưa bật thì các bạn cần là xác thực qua mail hay là các bạn nhận cái OTP qua cái số di động này. Tốt nhất là các bạn nhận qua mail này nhé. Rồi mình kích vào gửi này để mà nó gửi code về mail này. Mình gửi nhiều quá không biết nó gửi không. À đây nó gửi đây rồi. Các bạn copy cái code để cho mình nhé. Các bạn dán cái code đây nhé. Đó rồi các bạn bật cái màu PEP 20 này Chọn đúng cái mạng của này mới được Nếu không bật nên nó không được đâu Để đúng màu xanh như mình này nhé Ở đây thì mình ép rồi thì nó sẽ không cho mình ép thêm nữa đâu Vì mình phải xóa cái ví cũ mình mới ép được Còn các bạn cứ làm đúng như mình Và các bạn kích vào chỗ mà new này nhé Của mình nó báo thành công Nhưng thật chất là không ép được đâu Vì mình ép rồi Đây mình thoát ra ngoài nó chỉ new được một cái thôi Ví dụ như mình muốn ép cái kia Mình cần phải xóa để đi nhé Thì các bạn chỉ ép một cái ví vào đây thôi nhá rồi khi mà các bạn đã ép được ví rồi đấy, thì các bạn sẽ rút tiền này bằng hình thức là các bạn sẽ vào phần mà rút này nhá, đó hoặc là các bạn thoát hẳn ra ngoài, thoát hẳn ra ngoài các bạn nhìn rất dễ nhá. đó các bạn thoát hẳn ra ngoài này thì các bạn vào phần mà hct này nhá, các bạn vào phần rút này nhá, và cái phí rút sẽ là một cái đồng hct này nhá, một đồng coin nó đấy các bạn cần vào cái biểu tượng ví này này Ở đây nhé các bạn chọn này Chọn đúng cái ví cho mình này Và cái chỗ số lượng thì các bạn có thể là kích vào tối đa Nếu mình có của mình đây là Rút tối thiểu là 50 HCT cho mình rút hết rồi đấy Còn các bạn cứ nhập đây nhé Ví dụ các bạn có Các bạn có là 50 đi Các bạn nhập đây 50 này rồi ở cái chỗ này thì các bạn ghi cái mật khẩu giao dịch nhé ghi xong rồi các bạn kích vào chỗ mà xác nhận này mỗi lần rút thì nó sẽ trừ mình là một phí thì phải đây các bạn nhìn đây này rút tiền tối thiểu là 50 HCT này tức là nó bảo mình là việc rút tiền được mạng lưới xem xét để nó không đến ngay lập tức xin hãy kiên nhẫn chờ đợi cái này thật ra thì mình rút nhanh lắm rút có mấy giây nó về luôn đây còn họ ghi đây thì họ ghi là sẽ không được xử lý nhanh chóng thì mình kiên nhẫn chờ đợi nhé nên các bạn rút thì các bạn cứ chờ còn mình rút được có mấy giây là về ví mình thôi rồi bạn kích rút tiền là rút nhé các bạn lưu ý cho mình là mỗi lần rút đây nó ghi là mất một phí là hct nhé đó thì của mình mình rút rồi mình không rút được nữa đâu nó hết rồi rồi còn bạn nào mà muốn uh, uh, chơi uh, pet chơi con pet này này con pet này thì mình sẽ làm cái video khác mình hướng dẫn các bạn mua con pet này nhé con pet này đây các bạn nhìn thấy này khi mình mua đây thì mình sẽ chơi game mà chơi con pet này thì từ con pet này sẽ khai thác ra cái đồng mà hct đấy nhé đó khi các bạn đang ở ba gạch này các bạn vào cái phần mà HCT này còn các bạn muốn đổi giao diện các bạn thể vào cái cái phần mà trò chơi này con pet ở đây này con pet đây đó thì nó sẽ hiện được các bạn con pet này nhé hoặc là các bạn vào cái giao diện ở đây này cát đã ra cái trang để hướng dẫn thì nhé thì các bạn đọc ở đây nhé đây có cả video nó hướng dẫn cho các bạn nhé và như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn cách này các bạn thêm cái địa chỉ ví các bạn ép để các bạn rút được cái đồng HCT này về cái ví cho các bạn rồi nhé. Thì các bạn có thể rút về ví MetaMask cho nó bảo mật một chút nhé. Còn ví trước với nét thì những cái ví nào mà các bạn mới tạo mà nó an toàn thì các bạn rút về thôi. Còn những ví nào mà các bạn liên kết nhiều trang web thì các bạn đừng có rút về vì nó hay bị hack lắm nhé. Và các bạn thấy video mình hữu ích thì đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như là cập nhật các video mới nhất của mình nhá Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn.